Chúng con kính chào thầy. Chào mấy con. Nãy giờ thầy mà tiếp khách chút xíu. Bây giờ đến phần của mấy con. Trước khi mà vào cái vấn đề tu tập, thầy xin báo cáo cho mấy con biết trong cái dịp mà tôi đi dự đại hội Phật giáo kỳ này là dự đại hội Phật giáo thế giới. Toàn bộ là tất cả 74 nước ở trên thế giới này về họp tại Việt Nam. Nó cũng có một cái tầm quan trọng là vì Phật giáo cả thế giới mà. Và mỗi một đại diện cho Phật giáo một nước họ đến đất nước chúng ta còn là những bậc tôn túc, những bậc hòa thượng. Do đó thì họ cũng có nêu về cái vấn đề, và trong cái cuộc họp đó thì có những cái buổi hội thảo, nghĩa là bàn bạc vấn đề nào mà đem lại hòa bình thế giới, bàn bạc vấn đề nào để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh. Và đó là những cái điều mà thầy đã dự thảo điên, tức nó nêu nhiều cái phần dự thảo bàn bạc với nhau về Phật giáo, mà thầy thì chọn về cái phần mà xung đột và chiến tranh để hội thảo cái vấn đề Phật giáo phải làm gì cho thế giới này trong cái sự xung đột và chiến tranh. Thì thật sự ra thì thầy phải nói rằng nếu mà toàn cái cuộc họp thì người ta toàn dùng là Anh ngữ, người ta nói tiếng Anh không, người ta không có bao giờ mà nói tiếng Trung Hoa, tiếng Việt Nam, tiếng Campuchia, người ta toàn là nói tiếng Anh. Nhưng mà có cái điều hay là trong cái phòng họp nó tổ chức rất hay, là trên cái bàn của mình ngồi nó có cái máy, mình không, người ta nói bằng tiếng Anh thì cái máy đó mình sẽ bấm ngay vào cái chỗ nói tiếng Việt thì nó sẽ dịch ra tiếng Việt cho mình ngồi đây, mình chụp lên hai lỗ tai mình ngồi nghe tiếng Việt. Nếu là mình người Nhật, Nhật Bản thì mình bấm ngay cái tiếng Nhật thì nó sẽ phát âm ra tiếng Nhật, nó có cái máy rất hay, nó dịch ra bằng tiếng Nhật cho mình nghe. Mà cả một cái hội trường mà họp như vậy á thì hơn sáu ngàn người, nó trùng trùng cái hội trường nữa, không biết mấy con ở đây thì chắc không có xem TV đâu, lớn rộng lắm, mình mong từ ở trên cao rồi mình đi xuống thấp tới dưới quá đông. Do đó thì thầy thấy rằng hầu hết á, phải nói rằng trong những cái cuộc mà đại hội như thế này mình mới thấy được cái sự hiểu biết Phật giáo của toàn thế giới, toàn thế giới không hiểu biết cái sự Phật giáo. Thật sự ra đối với họ, họ hiểu Phật giáo một cách chung chung. Có người mà như Tây Tạng thì họ hiểu Phật giáo theo cái kiểu mật tông, rồi họ trình bày theo cái kiểu mật tông, họ cũng cho đó làm cái hòa bình. Ví dụ như họ đọc cái câu thần chú nào đó là có thể đem lại sự hòa bình cho thế giới, sau đó là chấm dứt, ngăn chặn được việc xung đột. Họ đưa ra những cái điều của họ hiểu Phật giáo như vậy. Còn về phần thầy Nhất Hạnh thì đưa ra cái tu cái từ trong tất cả các hành động chánh niệm tỉnh thức, chánh niệm tỉnh thức. Do đó theo thở ra hơi thở vô thì thầy Nhất Hạnh cũng có trình bày trong cái vấn đề đó. Thì thật sự ra cái hiểu của họ nó chỉ ở trong một cái vấn đề theo cái hiểu của mình qua Phật giáo mà thôi. Mỗi một cái đoàn Phật giáo đều là có những cái hiểu của họ, cho nên thầy đem cái ví dụ như mật tông thì nó vẫn tin tưởng rằng cái điều đó, cái điều mà nó đọc thần chú là sẽ đem lại hòa bình và sẽ ngăn chặn sự xung đột. Và nếu mà một Phật giáo Tịnh Độ thì họ nghĩ rằng cái sự cầu khẩn thì nó sẽ đem lại một cái sự hòa bình, cho nên tất cả các nước đều có họp với nhau đứng lên cầu khẩn hòa bình trong cái cuộc họp đó. Thì mỗi một nước vậy đó, mỗi một nước vậy xin đứng lên để mà cầu khẩn trong một cái bài kinh của họ. Thì hầu hết là về nghi thức mà tụng cầu cho thế giới hòa bình đó, thì các nước Nam Tông có một cái bài kinh duy nhất, nghĩa là các nước Nam Tông có bài kinh duy nhất tụng như vậy thôi. Còn riêng Bắc Tông á thì Trung Hoa đọc khác, cái bài kinh của nó đọc khác, mà Việt Nam đọc khác, không giống nhau. Triều Tiên đọc khác, Nhật Bản đọc khác,
Rồi cái sắc áo á, mỗi nước một cái khác, nó lạ lùng ghê gớm lắm. Thầy nói thật sự ra Phật giáo mình nhiều, nhưng mà về phía Nam Tông á, thì họ có một sắc áo, nhưng mà cái màu thì có khác. Màu gạch tôm, màu sậm, màu của mấy con mặc ở đây. Nhưng mà cái cách thức mặc thì dấn đắp như vậy đều là giống nhau, không khác. Nhưng mà về những Phật giáo mà các nước mà Bắc Đông á, thì hầu hết là ăn mặc khác nhau hết. Ăn mặc khác nhau. Có người thì kéo cái sợi dây đỏ dấn qua dấn lại, nó lạ lùng. Có mấy ông sư ở Tây Tạng, thầy nó lạ lùng, giống như là mấy ông lão mà tu tiên gì ở đâu trên núi. Cách ăn mặc của họ, nào là dây nhợ chằn qua chéo lại nó đủ lại, nó làm như cái y mà bằng chỉ vậy, nó lạ lùng lắm. Thì thầy xin nhắc đó làm cái về hình thức của Phật giáo, về cách thức mà tụng niệm của Phật giáo. Còn cái về vấn đề mà tu tập để đi đến chỗ mà giải thoát sinh tử luân hồi thì không có Phật giáo nào nói ra, chỉ có cái chung chung vậy thôi. Cho nên vì vậy mà trong cái cuộc hội thảo về xung đột và chiến tranh thì thầy có nêu lên cái câu hỏi, thầy nói tôi là người Việt Nam, tôi là một vị hòa thượng đại diện cho Phật giáo tỉnh hội tỉnh Tây Ninh, đến đây có nêu ra một cái ý kiến, một cái ý, một câu hỏi để cho ai mà để cho các vị Phật giáo lãnh đạo ở trên thế giới đó, các vị hòa thượng công túc mà thấy được cái điều gì thực tế cụ thể nhất xin cho chúng tôi biết. Đó, thì thầy nêu cái câu hỏi như thế này: những pháp gì cụ thể thực tế của Đức Phật để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh? Thầy chỉ hỏi câu hỏi như vậy thôi. Thì cái ông đại diện cho Phật giáo Liên Hiệp Quốc đó, ông trả lời, chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này được, bởi vì hầu hết là Phật giáo ở đây thì chúng tôi chỉ nói chung chung chứ không thể nào biết cái pháp nào mà thực tế cụ thể để đem lại cái, để ngăn chặn cái sự xung đột và chiến tranh. Đây là chúng tôi chỉ đưa nêu cái pháp đó từ cái người đó tu tập, từ cái người đó đọc thần chú, từ cái người đó niệm Phật, từ cái người đó tu tập tỉnh giác, thì cái người đó sẽ được giải thoát, chứ không thể nào mà ngăn chặn và chiến tranh cả với thế giới được, bởi vì có nhiều người người ta không có học. Đó là cái người đại diện cho Phật giáo toàn thế giới trả lời. Thì thầy không nói gì hết, bởi vì bây giờ mình thầy biết rằng họ không hiểu rồi. Phật giáo có một cái nền đạo đức nhân bản là năm giới, có phải không? Mà có cái nền đạo đức nhân quả thập thiện, mà họ không xoáy vào cái cụ thể đó của đạo Phật, và những cái đem lại cái sự ngăn chặn cái sự xung đột và hòa bình cho thế giới thì không phải là cái nền đạo đức này sao? Mà cái nền đạo đức này nó thực tế khi soạn thảo thành một cái chương trình giáo dục, thì bây giờ trong đất nước nào có con cái hiện thời thì ai cũng phải cho con đi học. Thì cái chương trình giáo dục của nhà nước nào cũng có cái bộ giáo dục, có phải không? Thì cái chương trình mà học đạo đức đó được đưa vào giáo dục của Phật giáo, bởi vì Phật giáo thế giới rồi, không phải một cái nước mà quốc giáo, thì những học sinh vẫn học được đạo đức này chứ đâu phải không? Không quốc giáo nhưng vẫn được học cái đạo đức này. Thì trẻ con mà học cho tới từ cái lớp mà tiểu học cho đến trung học, đại học, thì sau khi ra thì nó không phải trở thành người đạo đức sao? Đã nó thấm nhuần được cái nền đạo đức nhân bản nhân quả đó rồi sao? Thì cái thế hệ chúng ta không nói đâu. Nhưng mà thế hệ con cháu của chúng ta sẽ là những đạo đức. Thì lúc bây giờ thế giới này không có còn chiến tranh, có sự xung đột nữa đâu. Nhưng bây giờ thật sự ra nếu mà thầy đã viết xong cái bộ sách mà đạo đức nhân bản nhân quả rồi, thì trong cái cuộc lễ này thì xin gửi tặng cho Phật giáo thế giới. Trong cái dịp mà mình hội thảo thì bắt đầu đó, xin gửi tặng cái bộ sách này để cho cả Phật giáo thế giới nghiên cứu. Đây có phải là một cái pháp thực tế cụ thể của Đức Phật để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh không? Đưa cái bộ sách này ra.
còn đằng này thì chưa có làm sao vậy, ta còn đấy chưa có, thì nó thực tế cụ thể người ta chưa biết mà. Mà giờ có cái bộ sách là người ta đọc người ta biết gì, mà bộ sách đó phải được dịch bằng tiếng Anh, bởi vì quốc tế nó sử dụng tiếng Anh rồi, chứ nó lấy tiếng Anh coi như là tiếng của toàn thế giới rồi. Cho nên trong cái cuộc họp lớn như vậy, nước nào cũng phải sử dụng tiếng Anh. Các vị hòa thượng nói tiếng Anh vinh vách, phải không? À, mà thầy thì tiếng Anh mà biết lỗm bỗm một hai chữ thì cái chuyện đó chắc là phải chi. Mà có người nào mà tiếng Anh trời giỏi đó thì chắc chắn là mình đến mình soạn thảo một cái bài tham luận thuyết trình về vấn đề ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh thì sẽ viết cái bài đó ra. Trong khi đó cái người đó sẽ đứng lên đọc cái bài tham luận đó thì quá hay. Nhưng mà mình không có chuẩn bị cái người sẵn như vậy làm sao, ví dụ đó. Cho nên già đồng thời thì mình cũng không có chuẩn bị để soạn thảo cái bản tham luận, nhưng mà đến khi đưa vô cái chương trình thì người ta cho mình thì mình đọc thấy ở đây là cái vấn đề ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh thì mình biết rồi. Nhưng mà trong lúc đó mà nếu có một người nào ở gần thầy mà giỏi tiếng Anh thì thầy sẽ viết ra bằng tiếng Việt, người ấy dịch ra bằng tiếng Anh đồng thời đưa lên họp thôi, thì chúng ta sẽ có tiếng nói. Nhưng mà cái hay nhất là chúng ta phải có bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả thì cái hay nhất. Nhưng mà rồi thầy nghĩ rằng nó cũng không phải, bởi vì cái duyên nó cũng chưa đủ là mình chưa làm xong, chưa có bộ sách. Chứ nếu có bộ sách đó xong rồi, có xin phép đàng hoàng rồi thì trong cái cuộc mà dự đại lễ của Phật giáo thế giới như thế này thì cái bộ sách của mình là để giúp cho cả thế giới nó nhanh chóng hơn. Nhưng mà trong khi đó theo thầy thiết nghĩ mình có dự đại hội như thế này mình mới biết. Và khi thầy đã viết xong bộ sách và dịch ra tiếng Anh rồi, thầy sẽ gửi cái người chủ tịch Phật giáo thế giới của Liên Hiệp Quốc. Các con hiểu, gửi cái bộ sách này ngay đó. Mình bởi vì mình có chỗ mình biết rồi. Còn hồi đó thì mình không biết, bây giờ mình dự đại hội thì mình biết rồi. Mình sẽ gửi cái bộ sách này ngay khi mình xin phép nhà nước cho phép xong cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả này xong, thì mình gửi ngay. Và đồng thời mình đưa ra một bức thư mình xin yêu cầu là cái vị mà chủ tịch hội Phật giáo Liên Hiệp Quốc nghiên cứu cái này mà phổ biến cái bộ sách này cho tất cả Phật giáo thế giới, thì cái người này họ có khả năng là họ phổ biến từ nước này đến nước kia dễ dàng hơn mình. Chứ còn mình thì không có thể phổ biến các nước này các nước khác được, mà chính cái người mà làm cái việc này trong việc Phật giáo mà Liên Hiệp Quốc thì họ có cái quyền hạn của họ, họ có thể gửi Campuchia hoặc là Trung Hoa, Thái Lan hoặc là Đức hoặc là Pháp đều là gửi cái bộ sách mình đến đó bằng tiếng Anh đối với cái nước đó thì dễ dàng hết. Nhưng mà cái nhiệm vụ của mình để còn phải viết nữa con, thì Phật giáo chúng ta cũng có cái hướng để đem lại sự hòa bình cho thế giới, ngăn chặn được sự xung đột của từng đối tượng ở mọi người ở trong xã hội. Đó là cái ước vọng của thầy từ lâu, mong muốn là đem cái nền đạo đức thật sự thật ra, cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật là những cái điều thực tế và cụ thể của pháp Phật đem lại sự lợi ích cho lại người. Nó không có đi sâu mới mà muốn dựng lại cái nền đạo đức, nó biến cảnh thế gian là cực lạc thiên đàng, có vậy thôi đủ hơn. Còn người nào mà muốn đi sâu hơn nữa thì nó phải bước thêm một bước nữa, tức là thiền định giới luật là giới, thì cái sự nó đem lại sự an ổn trật tự an ninh cho cả cái gia đình và xã hội, thì cái thiền định chỉ riêng cho cá nhân của chúng ta mà thôi. Cho nên hôm nay thì về đây để báo cáo lại cái cuộc đi dự đại hội Phật giáo thế giới ở Việt Nam của mình tổ chức. Chính phủ nhà nước mình đăng cai, tức là đăng ký cái Phật giáo dự hội đất nước chúng ta. Trong cái phòng họp ở Mỹ Đình là cái phòng họp của các nước ngoại quốc về họp với các vị quyên thủ của đất nước chúng ta, họp tại cái trung tâm Mỹ Đình. Thì ở đây lấy cái trung tâm Mỹ Đình đó làm cái cuộc họp Phật giáo Liên Hiệp Quốc thế giới kỳ này. Cho nên thầy đến đó, thật sự ra thì
khó có ai mà giàu cái tiền. Thì nói rằng cái nhà như vậy, nó lớn như vậy đó, thì thật sự ra có người hướng dẫn, chứ còn không có người hướng dẫn mình không biết đi lạng chạng, không biết đường ra. Rộng rãi, nó mênh mông lắm đó. Cho nên đó là cái vấn đề của nhà nước xây dựng để đón khách ngoại quốc vào đất nước chúng ta. Thì hôm nay đó là cái điều mà thầy thấy nó cũng là cái duyên. Chứ sự thật ra thì thầy cũng không thể đi họp, thầy cũng từ chối. Nhưng mà ban tôn giáo với mặt trận ở tỉnh đề nghị cho thầy đi dự đại hội này để đem lại cho cái sự hiểu biết cho tỉnh của mình đối với Phật giáo trong nước, cũng như về vấn đề của thế giới. Tức là sẽ có một cuộc họp ngày mai, thầy sẽ trình bày cái sự qua cái việc đại hội, rồi cái đúng cái sai như thế nào, để cho ban tôn giáo của tỉnh và mặt trận để nắm biết những cái điều đó. Mặc dù đã có cho một cái người đại diện của ban tôn giáo đi dự đại hội, chứ không phải là ban tôn giáo tỉnh. Nói chung là tất cả các tỉnh đều có một cái người trưởng, cái người ban tôn giáo của mỗi tỉnh đều về dự đại hội này. Nhưng mà cái vấn đề mà họp để mà bàn bạc với nhau ở trong tỉnh á, để thấy cái sự mà nhận xét của cái người đại diện ban tôn giáo của tỉnh á, nhận xét qua đại hội, và quý thầy nhận xét đại hội như thế nào, cái ý của các cái đại diện của Phật giáo thế giới ra sao, để chúng ta đúc kết lại thành một cái phương châm Phật giáo của tỉnh nhà, để chúng ta xây dựng cái Phật giáo của mình. Thì chắc chắn mai mốt thầy cũng phải đi họp một bữa, chứ không thể nào tránh khỏi. Ý của thầy thì không muốn, nhưng mà vì nhà nước người ta muốn thầy đi, cho nên buộc lòng thầy tránh cái sự ổng phải cho thầy đi. Vì vậy mà trên chuyến đi rất là vất vả, vì chính thức đầu tiên á, là giấy tờ người ta mua vé máy bay này kia cho các gì đó sẵn sàng hết rồi, còn thầy thì không có giấy tờ. Đến giờ phút cuối cùng nhà nước chỉ định thầy phải đi, buộc lòng thầy chính trị sự phải cho thầy đi, mà coi như bắt buộc thầy đi. Thầy nói thầy lớn tuổi già rồi, thầy đi dự họp mệt nhọc lắm. Nhưng không được, là tại vì nhà nước buộc thầy phải đi để giữ cái cuộc đại hội này, cho nên thầy đến thì tham dự. Thì trong khi đó thì thầy không có giấy máy bay, phải mua giấy riêng mà đi, cho nên cái tiền mà đó thì nhà nước bỏ ra cái số tiền cho thầy mua vé. Rồi thầy coi như là tất cả quý thầy đều đi ra trước hết, còn thầy đi sau có một mình trong cái đoàn 4 người, mà thầy là người đi xa đó, đi chuyến cuối cùng. Do đó thì thầy tự vô mua vé rồi lên máy bay đi ra đó. Thì coi như là cũng có những cái đoàn Phật giáo cuối cùng, nhưng hầu hết là những cái đoàn của Phật giáo quốc tế. Cho nên trên cái chiếc máy bay của thầy toàn là quý sư quý thầy, đều là Lào, Miến Điện, Thái Lan. Cho nên thầy lại nhập cái đoàn của Phật giáo nước ngoài mà thầy đi, chứ còn Việt Nam mình đi mất hết rồi. Cho nên khi mà xuống thầy vào cái sách soạn quốc tế, cái chỗ mà tiếp tân của cái nơi mà để cho các cái nước ngoại quốc Phật giáo nghỉ ngơi tại cái sách soạn đó, thầy đi lại vào đó lộn. Bởi vì họ là người ngoại quốc, họ phải ở khách sạn đó, còn thầy Việt Nam đó, thì thầy phải ở cái khách sạn khác, không phải ở đó. Cho nên đến đó thì cái ban viết tân á, ban viết tân đó, nó đến hỏi thầy sao thầy làm nó tiếng Việt. Lẽ ra thì thầy nói tiếng Anh, nhưng mà này thầy hỏi mấy cái cháu sinh viên đó, tình nguyện nó vào đó để nó tiếp tân đó. Thầy hỏi thầy hỏi thăm đó, cái nhóm Phật giáo đại diện Phật giáo tỉnh Tây Ninh ở đâu, đến đây ở chỗ nào. Thì nó ở đây hoàn toàn là những người ngoại quốc, không có Phật giáo ở trong tỉnh. Thầy ở tỉnh nào? Thầy mới nói thầy ở tỉnh Tây Ninh. Vậy mà tụi con mới đầu tưởng là thầy Campuchia thì xuống. Thầy nói không phải, thầy không phải Campuchia, mà thầy ở gần Campuchia. Do đó thì mấy cháu đó nó mới tiếp thầy, và đồng thời nó lo lắng cho thầy.
thì trong mỗi cái phái đoàn đến cái khách sạn đó thì đều được dâng một cái bó hoa, một cái bó hoa, mỗi đoàn thì đều được dâng một cái bó hoa mừng cái đoàn đó. Riêng thầy có mình thầy là cái người lạc đường, nhưng mà vì tiếp cái phái đoàn của thầy, thầy là người đại diện cho Phật giáo, cho nên nó cũng dâng vô một bó hoa, rồi nó phải đưa thầy về. Thì thầy bây giờ thầy không có biết cái nhóm của mình bây giờ ở cái khách sạn nào đâu có biết được. Bây giờ thầy người đi cuối cùng và thầy cũng nắm được ở đâu nữa. Và do đó thầy mới gọi điện thoại về chùa hỏi cô Út cái số điện thoại của thầy Chánh Đại Sự thầy Châu ở đâu. Rồi khi đó mà được cái số điện thoại rồi, thầy mới cho mấy cháu đó biết cái số điện thoại của thầy Châu, mới gọi cho thầy Châu bây giờ thầy ở cái khách sạn nào. Thì do đó thầy Châu biết cho ở khách sạn đó, thì mấy cháu đó mới nó cho ba đứa đưa thầy đi lại khách sạn gặp thầy Châu. Gặp thầy Châu rồi thì bắt đầu tụi nó trở về khách sạn, tụi nó để nó làm tiếp tân các cái khách quý của Phật giáo mình. Nó thì cái vấn đề thầy cũng vất vả lắm, nhưng mà gặp thầy Châu rồi thì thầy Châu đi ở trong đoàn Phật giáo Trung ương, cho nên vô đó thì quý thầy vô cái khách sạn đó nó đông quá, nó nằm la liệt, cho nên thầy nói vậy chứ bây giờ thầy Quảng Kim ở đâu. Thì thầy Châu nói để gọi thầy Quảng Kim coi như thế nào. Thì thầy biết là gọi thầy Quảng Kim cho biết là ở công đoàn, ở khách sạn công đoàn Quảng Bá. Thầy nói thôi bây giờ thầy qua đó với thầy Quảng Kim, chứ bỏ thầy Quảng Kim không mình thì cũng không nên. Còn thầy Châu cứ bám theo cái giáo hội Trung ương, do đó thì coi như là xuống đó huynh đệ cũng ở riêng ra. Vậy mà thầy xuống đó thì thầy qua công đoàn Quảng Bá, thì không ngờ thì vô đó thì tên thầy cũng không có đăng ký trước nữa. Thầy mới nói tôi là ở cái đoàn Tây Ninh mà tôi xuống đây, thì bây giờ cho tôi đăng ký vào ở phòng ở khách sạn này. Thì cái người ở khách sạn đó họ ghi tên tuổi của thầy này kia, rồi bắt đầu giao cho thầy một cái phòng rất yên tĩnh, coi như là độc nhất, có thầy là người ở yên tĩnh nhất ở trong phòng, không có ai hết. Thầy Quảng Kim đưa lên cái phòng 1, thì nói thầy già mà kêu ở phòng 1 thì trèo lên trèo xuống. Thầy mới nói trong cái phòng cách soạn, thầy mới nói nhân viên đó cho cái thầy ốm này đi lên đi xuống là thì chết được, phải cho xuống cái phòng của thầy á. Ở chung với thầy đi dựng cái phòng như vậy, có mình thầy nó rộng rãi lắm, cho thầy đã xuống giường thì nó mới cho thầy Quảng Kim xuống. Rồi bắt đầu có hai người ở thôi, còn cô Châu Liên á thì cổ bên nữ, thay vì cũng ở chung khách sạn thì nó ở một cái phòng khác. Nhưng vì cô Châu Liên cổ lại theo cái đoàn khắc sĩ của cô bên nữ đó, theo cái đoàn khắc sĩ cô ở cái khách sạn khác chứ không có ở đây. Thành ra thôi cái phần cô đó thì cô cũng yên đi, còn cái phần của thầy thì với thầy Quảng Kim ở chung nha một phần. Đó là cái vấn đề nó yên ổn cái chỗ ở. Rồi đi họp này kia thì có xe đưa xe rước, có xe cảnh sát dẫn đường, tức là nó phải có xe cảnh sát dẫn đường mình, chứ đường xá nó kẹt lắm, chỉ có xe cảnh sát mà khi kẹt đường thì cảnh sát nó hụ lên thì họ dẹt ra để cho xe mình đi. Đó là mấy con thấy tất cả những cái phái đoàn ở ngoài đó mà khi đi họp thì đều có xe cảnh sát hết đưa đường dẫn lối cho mình đi, cho nên nó được bình an. Thì trình bày và báo cáo lại cái tình hình trong cái cuộc họp như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là trong cái cuộc hội thảo, nó quan trọng ở trong cái cuộc họp là cái cuộc hội thảo nó quan trọng. Nó quan trọng để nắm rõ được cái gì, cái pháp Phật mà trên thế giới người ta hiểu ở tầng cấp nào, cụ thể như thế nào, để thực tế như thế nào, để đem lại sự hòa bình thế giới. Đó là cái mục đích chung của Phật giáo hiện giờ. Nhưng không có ai, không có Phật giáo nào mà họ tìm thấy được cái giáo pháp của Phật thực tế cụ thể, ngăn chặn được sự xung đột vào hòa bình thế giới. Hôm nay mới con nghe được cái điều này, mình là một Phật tử cũng rất là hãnh diện. Và cái Phật giáo mà họp ở đất nước của chúng ta, đó là một cái điều danh dự cho đất nước của chúng ta. Mà cái mà làm cho sáng tỏ thì coi như là đối với cái giáo lý của nhà Phật thì quý hòa thượng không ai biết, họ chỉ trình bày một cái chung chung cũng như chúng ta đã hiểu, không có cái đi sâu được. Cho đến đây thì coi như là
cái cuộc mà thầy trình bày cho mấy con đã hiểu hết rồi. Thì bắt đầu chúng ta tiếp tục về cái phần kiểm tra lại để chọn lấy người để vào khu chuyên tu. Bây giờ là cái giai đoạn, là cái phần của các con phải nỗ lực, bởi vì khi những cái sách của thầy mà đưa ra đó là làm đảo lộn thiên hạ, đảo lộn cả Phật giáo. Chứ nếu mà đường về sư Phật mà đưa ra thì kể như là Phật giáo thế giới chịu không nổi đâu, chứ không phải riêng Việt Nam đâu. Cho nên vì vậy mà người ta sẽ không chấp nhận, vì mình có một mình đọc đọc mặt. Cho nên mình chỉ cần đưa cái bộ sách đạo đức đã là làm sáng tỏ rồi. Rồi sau khi người ta thấm nhuần được đạo đức rồi và người ta thấy lợi ích được Phật giáo như vậy rồi, thì bắt đầu mình sẽ đưa ra cái đường về sư Phật, để gì những cái sai của Phật giáo đều bị dẹp luôn mới được. Chứ bây giờ đưa ra cái bộ sách đường về sư Phật là không đúng thật. Cho nên Thanh Quang hôm đó dự định đưa gửi chỗ này một bộ, chỗ kia một bộ, giáo hội đã ban đại diện huyện xã hoặc là ban đại diện thành hội, tỉnh hội, chỗ nào đó cũng đều gửi cho, và ban tôn giáo của nhà nước thì họ cũng chẳng làm gì được hết, chẳng làm gì được hết mà làm đồng họ đi, rồi nó gây nhiều cái sự rắc rối cho mình, chứ không có. Cho nên cái duyên như vậy, cho nên vì vậy mà Thanh Quang cũng rất bực mình. Thanh Quang có mục đích là muốn nhanh, đánh gọn, muốn nhanh. Cái kiểu này là cái kiểu mà mình chưa thấy cái sức của mình còn yếu. Số chư tăng của chúng ta như thế này, chúng thầy nói thật sự ra chúng la một tiếng nói là chúng ta chúng nhau nó la tiếng nói mình cũng biết lỗ tai mình chết nữa, chứ đừng nói chi làm gì. Nó đông quá, cái lực lượng là phải ông lắm, mà cái sức lực của người ta ghê gớm lắm, chứ không phải tiền bạc người ta cũng nhiều nữa. Còn mình có chút xíu ít lắm, mình chẳng nhầm nhòi gì hết đâu. Mình mà cũng như trong sức của mình yếu đối với những cái người ngoại quốc người ta xâm chiếm đất nước mình, súng đạn người ta như vậy, thì mình chỉ còn có cái cách thức đánh du kích mà thôi, nghĩa là lén lén rình đâm nó mấy nhát hay chạy thôi, chứ còn cái kiểu đó là cái kiểu chúng ta không làm gì được hết. Mà bây giờ chúng ta là trong cái chiến thuật chiến lược là du kích, chứ không có thể nào hết, chứ không cách nào làm gì cả. Mà làm mày bạ là chúng ta tiêu, tự mình tiêu diệt mà. Tầm dâm giặt nhọn, mấy con đi ra mà đánh xe tăng thiết giáp xuống đồng đại bác người ta, thì tầm dâm giặt nhọn đó mà đánh với ai? Còn cứ xong tới thì bao nhiêu nó chết lọt, cũng như là người ta đem lửa người ta thiêu kiếm này, chứ không có cách gì mà chúng ta giết ai được hết. Nghe là chúng ta chưa tới nó mà nó kia nó bắn mình chết ngắt đây hết rồi mấy con. Đó là cái lực lượng của người ta như vậy. Mình cũng phải thấy mình, thấy người, cho nên mình đừng có dồi dàng, mình không sáng suốt cái điều đó. Cho nên cái mà hiện giờ chúng ta phải cố gắng đào liền, thầy muốn nói như vậy để đào liền những người tu chính. Cái mục đích của chúng ta là quan trọng nhất là cái người tu chính, mà cái người tu chính nó kèm theo cái nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người nữa. Thì Phật giáo có cái chiều rộng mà lại có chiều sâu, thì không có một cái nước nào Phật giáo, cái tư tưởng hiểu Phật giáo trên thế giới này còn chống đối chúng ta được, còn bảo vệ cái tư tưởng đó được. Chúng ta thực tế, họ không thực tế. Sự thật ra họ không dám nói cái vấn đề dự đại hội đó, họ không dám nói với chúng ta là tu học Phật giáo làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Họ không có một ông hòa thượng nào dám nói gì đó hết. Cho nên có một cái người, có một cái bà, cái người đó dường như là người Pháp, cái người phụ nữ mà người Pháp cũng là tu theo Phật giáo, cho có lẽ là cái cô này là Phật tử của thầy Nhất Hạnh, đệ tử của thầy Nhất Hạnh làng Mai. Cô có lên phát biểu. Cô nói như thế này, cô đem ví dụ như thế này. Như chúng ta có một cái chai nước, mà chúng ta mới có uống có hớp nước à, thì nó nhầm nhò gì với cái vấn đề mà gọi là hòa bình. Mới uống hớp nước à, làm sao mà nó, rồi bao nhiêu chúng ta quăng ném hết. Cô đem cái ví dụ đó thôi. Thành ra bây giờ tu tỉnh thức, mà tỉnh thức như vậy nó phải còn cái gì nữa chứ. Tỉnh thức hoài như vậy thì cũng như uống con ngụm nước à, còn nữa mà không uống nữa. Mà không biết là uống nữa thì phải ném thôi, chứ làm sao. Mà ném rồi thì mình tới đâu đây? Chính bản thân của mình chưa hẳn đã là tránh khỏi sự xung đột, tránh khỏi sự chiến tranh ở trong đó, thì thử hỏi bên ngoài làm sao làm. Cô ý cô cũng nói vậy. Nói thì mấy con thấy người ta cũng có ý kiến, người ta cũng có những câu hỏi, người ta hỏi.
Bởi vì trong cái cuộc thảo luận thì nó phải có những câu hỏi. Người ta nói tu tỉnh thức, người ta nói niệm Phật, thì cô ví như chẳng hạn niệm Phật mới có hớp nước thôi, còn cái gì nữa chứ đâu phải không. Niệm Phật không như chưa đủ, làm sao đem hòa bình được. Đó là chưa, cô cũng hay cũng có những cái ý kiến. Đó thì hôm nay cái vấn đề thầy muốn nhắc như vậy là vấn đề tu chứng của chúng ta rất quan trọng. Mà mình đây có cái phương pháp tu chứng chứ, bằng chứng thầy làm chủ được sự sống chết mà, đâu phải không. Nhưng mà mình thầy làm sao đủ tiếng nói. Bây giờ có ở đây chừng 5 người, 10 người, 20 người hay là 30 người mà tu rồi thì cái chuyện cái tiếng nói nó gian rộng lắm ấy.